Cảm ơn quý vị vẫn không rời màn hình và sau đây là phần tin tức Hoa Kỳ. Ông Trump điện đàm với ông Putin về vấn đề Syria. Hãng Reuters đưa tin, phát ngôn viên của Điện Kremlin là Dmitry Peskov thông báo Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump điện đàm vào ngày 2 tháng 5. Tòa Bạch Ốc cũng đã xác nhận thông tin trên, nói rằng ông Trump sẽ nói chuyện với ông Putin qua điện thoại vào lúc 12 giờ 30 phút trưa ngày 2 tháng 5 giờ miền đông của Hoa Kỳ. Một quan chức cấp cao Hoa Kỳ cho biết hai nhà lãnh đạo thảo luận về cuộc nội chiến Syria, nơi Moscow hỗ trợ chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad, còn Hoa Kỳ thì hỗ trợ phe nổi dậy đang chống lại ông Assad. CNN cho biết đây sẽ là cuộc điện đàm thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo từ khi ông Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ và cũng là cuộc điện đàm đầu tiên kể từ thời điểm Hoa Kỳ tấn công tên lửa căn cứ quân sự Syria hồi tháng trước. Cuộc điện đàm được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và Washington gia tăng sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Trump vào sáng 7 tháng 4 ra lệnh nã 59 tên lửa Tomahawk tấn công các mục tiêu thuộc sân bay quân sự của Sirte, tỉnh Homs của Syria, thưa quý vị. Hoa Kỳ, Nam Hàn, Nhật Bản tập trận và Bắc Hàn cảnh báo chiến tranh. Động thái triển khai B-1B Lancer, loại máy bay ném bom chiến lược được thực hiện ném bom hạt nhân, được Hoa Kỳ tiến hành đúng vào thời điểm tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang ngày một căng thẳng. Trả lời họp báo tại Seoul, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nam Hàn là Moon Sang-yeon cho biết vụ tập trận B-1B Lancer vào ngày 1 tháng 5 là để răn đe các hành động khiêu khích từ Bắc Hàn. Đồng thời, hoạt động tập trận chung giữa Hoa Kỳ, Nhật và Hàn cũng là để kiểm tra mức độ sẵn sàng đối phó với một vụ thử hạt nhân trong tương lai tại Bắc Hàn. Theo thông cáo của Không quân Hoa Kỳ, hai chiếc máy bay ném bom đã xuất kích từ đảo Guam và bay đến khu vực Đông Bắc Á để tập trận cùng Không quân Nhật Bản và Nam Hàn. Đáp lại cuộc tập trận Hoa Kỳ, Nhật và Hàn ngày 2 tháng 5, phía Bắc Hàn chỉ trích hành động khiêu khích quân sự táo bạo này đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến tiến gần hơn đến bờ vực một cuộc chiến tranh hạt nhân. Bình Nhưỡng cho rằng các máy bay B-1B Lancer đã thực hiện một cuộc diễn tập ném bom nhắm vào các mục tiêu lớn trên lãnh thổ Bắc Hàn và chỉ trích ông Trump đang đòi tấn công hạt nhân phủ đầu Bắc Hàn. Lời chỉ trích của Bình Nhưỡng được đưa ra vào thời điểm cục diện an ninh bán đảo Triều Tiên đang căng như dây đàn. Nhiều người lo ngại sức ép từ Hoa Kỳ và cả Trung Quốc sẽ không buộc được Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân, ngược lại còn đẩy chính quyền này tiến hành một cuộc thử hạt nhân lần thứ 6 để chứng tỏ sức mạnh, kính thưa quý vị. Tổng thống Donald Trump cân nhắc tăng thuế nhiên liệu. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với hãng tin Bloomberg, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông để ngỏ khả năng tăng thuế nhiên liệu nhằm giúp tăng nguồn ngân sách cấp cho các dự án cơ sở hạ tầng. Tổng thống Trump khẳng định việc đưa ra một gói ngân sách phát triển cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ đô la là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông. Vị lãnh tụ này khẳng định ông chắc chắn sẽ tính tới việc tăng thuế nhiên liệu nếu điều đó mang lại thêm tiền cho các tuyến đường, quốc lộ. Được biết là Hoa Kỳ không tăng thuế nhiên liệu trên phạm vi toàn quốc kể từ thời cựu Tổng thống Bill Clinton. Tuy nhiên, các nghị sĩ của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều phản đối chủ trương này, thưa quý vị. Tin từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, tướng Lương Xuân Việt được điều đến Nam Hàn. Thông cáo báo chí trên trang web của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vào hôm 1 tháng 5 cho hay, Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ sẽ điều động và giao trách nhiệm mới cho 26 sĩ quan cấp tướng, trong đó có chuẩn tướng Lương Xuân Việt, vị chuẩn tướng người Mỹ gốc Việt hiện giữ chức Tham mưu trưởng tại Bộ Tư lệnh Lục quân trong Trung ương Hoa Kỳ. Ông đóng lại căn cứ không quân Shaw, tiểu bang South Carolina. Bộ Tư lệnh Lục quân Trung ương chuyên trách các vùng Trung Đông, Trung Á và Nam Á. Theo thông cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, chuẩn tướng Lương Xuân Việt, 52 tuổi, sẽ được giao nhiệm vụ phó tư lệnh quân đoàn 8 của quân đội Hoa Kỳ, đồn trú ở Nam Hàn. Thông cáo không ấn định ngày tướng Lương Xuân Việt sẽ được điều sang Nam Hàn để đảm nhiệm chức phó tư lệnh đặc trách hành quân. Trang web của quân đoàn 8 vào ngày 2 tháng 5 vẫn chưa thể hiện tên và chức vụ của chuẩn tướng người Việt. Người đang nắm chức phó tư lệnh phụ trách hành quân của quân đoàn 8 theo trang web là chuẩn tướng Thomas C. Grave. Tư lệnh của quân đoàn là trung tướng Thomas S. Vandal. Một tuần trước, khi Bộ Quốc phòng loan tin điều động chuẩn tướng Việt và 25 sĩ quan cấp tướng khác nhận nhiệm vụ mới, trang tin của Quốc hội Hoa Kỳ đã nói Tổng thống Donald Trump đã đề cử thăng cấp thiếu tướng cho ông Việt và 31 sĩ quan khác. Tin cho hay, Tổng thống đã chuyển danh sách đề cử sang Ủy ban Quân vụ Thượng viện vào hôm 24 tháng 4. Giám đốc United bị Quốc hội tra vấn vì vụ David Đào. Lãnh đạo của hãng hàng không United Airlines hôm 2 tháng 5 phải ra trước một ủy ban thuộc Hạ viện Hoa Kỳ
để trả lời chất vấn của các nhà lập pháp về vụ lôi thôi liên quan đến hành khách gốc Việt ra khỏi máy bay để nhường chỗ cho nhân viên của hãng hàng không hôm 9 tháng 4. Trong buổi điều trần thì các nhà lập pháp đã cảnh báo ông Oscar Munoz, người điều hành hãng hàng không hàng đầu của Hoa Kỳ, rằng Quốc hội sẽ xử ngành hàng không nếu không sớm cải thiện dịch vụ khách hàng. Có điều gì đó không ổn, Chủ tịch Ủy ban Vận tải và Cơ sở Hạ tầng của Hạ viện Bill Schuster nói ngay trong buổi điều trần: "Hãy nắm lấy cơ hội này, vì nếu không chúng tôi sẽ hành động và ông sẽ không thích điều đó đâu." Nhà lập pháp Hoa Kỳ cảnh báo, đó là lỗi của tôi, ông Oscar Munoz nói với Ủy ban Vận tải của Hạ viện. Giám đốc điều hành của United thừa nhận vụ việc xảy ra với bác sĩ Đào là một sai lầm quá lớn và là bước ngoặt của United. Tại buổi điều trần này, ông Munoz đã xin lỗi trước Quốc hội Hoa Kỳ và hứa sẽ làm hết sức để lấy lại niềm tin của khách hàng sau sự cố này. Đi cùng với ông Oscar Munoz tới Hạ viện là chủ tịch của hãng United Scott Kirby và các giám đốc điều hành cấp cao của các hãng hàng không Southwest Airlines, American Airlines, Alaska Air và một số cố vấn của hàng không cho Hiệp hội Người tiêu dùng, thưa quý vị. Thống đốc bang Iowa là ông Terry Branstad kêu gọi Trung Quốc ngừng xây đảo nhân tạo. Theo Reuters, vào ngày 2 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chọn thống đốc tiểu bang Iowa là ông Terry Branstad cho vị trí đại sứ tại Trung Quốc, đã thể hiện lập trường cứng rắn về việc Trung Quốc phát triển đảo nhân tạo trên Biển Đông. Phát biểu tại phiên điều trần ở Thượng viện, ông Branstad nêu rõ, không thể cho phép Trung Quốc sử dụng các đảo nhân tạo của họ để ép buộc các nước láng giềng hay hạn chế tự do đi lại cũng như bay qua vùng trời trên Biển Đông. Cũng theo ông Branstad, Bắc Kinh cần nỗ lực hơn để khiến Bắc Hàn kiềm chế chương trình hạt nhân của nước này. Ông nói, tôi cho rằng có những điều khác về mặt ngoại giao và kinh tế mà họ có ý chỉ là Trung Quốc có thể làm để gửi một tín hiệu rõ ràng rằng họ cũng như Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới không dung thứ cho hoạt động tổng thái phát triển công nghệ hạt nhân và tên lửa này, kính thưa quý vị. Bắc Hàn đang có kế hoạch tăng tốc chương trình thử SLBM. Theo như website chuyên theo dõi các hoạt động ở Bắc Hàn của 38 North, nhóm nghiên cứu tại Đại học John Hopkins nói rõ rằng những hình ảnh chụp từ ngày 19 tháng 4 cho thấy cơ sở thứ hai nằm ở xưởng tàu hải quân Nampo thuộc bờ biển phía tây nước này. Theo như đài NHK, vào ngày 2 tháng 5, nhóm chuyên gia Hoa Kỳ cho rằng cơ sở thử SLBM thứ hai là một xà lan có thể lặn, rộng 9 mét và dài 22 mét, giống chiếc được nhìn thấy lần đầu tiên vào năm 2014 ở thành phố cảng Sinpo thuộc bờ biển phía đông của Bắc Hàn. Bình Nhưỡng đã sử dụng chiếc xà lan ở Sinpo để phóng ít nhất là 4 SLBM. Giới nghiên cứu Hoa Kỳ nhận định cả hai chiếc xà lan nói trên thuộc kiểu mẫu cũ của Nga. Họ cho rằng chiếc thứ hai có thể được mua từ nước ngoài vì không có chỉ dấu cho thấy Bắc Hàn đóng xà lan tại các xưởng tàu nằm dọc bờ biển phía Tây vào năm ngoái. Theo nhóm chuyên gia Hoa Kỳ, sự tồn tại của xà lan thứ hai cho thấy Bình Nhưỡng đang có kế hoạch tăng tốc chương trình thử SLBM, thưa quý vị. Hello Dũng, có biết không, chị mới vừa đọc nghe một cái news này khá là thú vị, mà nếu mà em thích làm giàu đó thì chị khuyên em luôn mua cổ phiếu của cái công ty làm chuyện này. Và chị cũng khuyên là khán giả nào mà có muốn làm giàu sớm thì hãy mau mau đầu tư vô cổ phiếu của công ty mới ra này. Yeah. Công ty này là họ lo về, họ gọi là họ đã tìm ra một cái năng lượng. Tại hồi nãy mình nói về fuel là mấy cái năng lượng đó. Mình có năng lượng hạt nhân, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, rồi năng lượng than, em biết không? Rồi năng lượng, đủ thứ loại năng lượng hết. Mình ráng tìm để mình cứu cái môi trường của mình đang bị rất là tai hại, diễn đề mà thiếu năng lượng. Thì người ta đã khám phá ra một loại năng lượng mới mà nó nằm ở cái dải núi, nó gọi là núi Andes. Ở núi Andes, và nó có coi như là nó giống như là thủy tinh thể mà người ta gọi nó là vàng trắng. Là bởi vì á, nó giống, nó quý còn hơn là vàng trắng nữa. Em biết trung bình á, một gallon xăng của mình là đi được mấy dặm, giỏi lắm là mười mấy, hai chục, hai mươi mấy, khoảng 20, hay lắm là 30, maximum là cỡ đó. Còn em biết của nó là với một gallon của cái chất đó, chất vàng trắng đó, nó giống như thủy tinh màu trắng vậy đó. Em biết là đi được bao nhiêu mai không? 1683 mai. Wow. 1683 mai, cho nên là nếu mình đổ đầy một gallon, mình đầy một bình xăng, một bình vàng trắng đó, nếu mình có để mà mình đổ đầy thì với mấy chục gallon đó mình có thể đi xuyên nước Mỹ, đi qua lại hai đợt luôn. Thì nó nói là cái chất đó hiện giờ là coi như là cái mỏ đó được khám phá ra dưới dãy núi Andes, và nước Mỹ hiện giờ đang là nghe nói là cũng đã tìm được một vài mỏ đó rồi. Nếu như chúng ta mà tập trung mà
đầu tư vào cái mỏ đó đó, thì coi như là trong tương lai là mình không còn cần dầu nữa hay là xăng gì nữa hết. Cái chất đó nó thiệt là tuyệt vời luôn. Nếu mà vậy thì cái công ty mà khi mà chị mới vừa nói cái công ty để mà mình... Dạ, bây giờ em lên online đi. Họ họ quảng cáo đầy trên online hết. Là họ bắt đầu bán cổ phiếu ra rồi đó. Họ nói bây giờ với mình hãy nghĩ tới tương lai vài chục năm về sau chúng ta sẽ trở thành triệu phú hay tỷ phú gì đó. Dạ, cái đó là chắc chắn là như vậy rồi. Nếu mà người nào mà có đầu tư về long term investment thì chắc chắn những cái về energy này thì... tương lai không xa rồi nó sẽ rất là cao. Chị đang suy nghĩ tới chuyện đầu tư đó mà chỉ sợ là bây giờ già quá rồi chết rồi chưa kịp hưởng thì con cái hưởng hết. Nếu như vậy là con cái chúng ta hưởng, còn với cái độ tuổi của em thì mấy chục năm sau thì cũng có thể em có hy vọng đó, em còn trẻ. Em vẫn còn hy vọng, lúc đó em vẫn còn trẻ. Lên online đi nhé. Mua cổ phiếu đó đi. Vừa rồi là các phần tin tức Hoa Kỳ. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài thông tin thương mại.